Xin chia sẻ với mọi người, 69 tuổi nhưng bây giờ vẫn cấy 6 sào ruộng, 1 dòng 2 sào và 8 sào ruộng. Mà chỉ có một mình, di cái việc gì mình cũng phải làm. Là nghĩa là các con ở xa chỉ có một mình. Mà cô làm cũng không biết mệt, mọi người ta làm người ta cứ kêu như cô thì chả thấy đau lưng mà không thấy mệt mỏi gì. Rất là tuyệt vời trong cái ngôi nhà này, hạnh phúc này thầy truyền cho mình có một cái năng lượng, một cái lòng biết ơn vô cùng hạnh phúc. Chào Thanh Tiền, hôm nay cô cũng rất là được Thanh Tiền cho là bắt được năng lượng. Sáng hôm nay cô rất là muốn là bắt được năng lượng vì là cái niềm vui của cô trong hôm nay là nó rất là nhiều. Cô tham gia và cũng xin mọi người là tham gia trong chương trình này là từ 20 tháng 9 năm 2022. Đến bây giờ thì cô cũng thấy bao những cái niềm vui và hạnh phúc, bao những cái năm cô đấy, năm nay là cô cũng 69 tuổi mà đã được ấp ủ những căn bệnh mà đã được mấy chục năm, phải hơn 20 năm mà đã trong người bệnh tật rất nhiều, đã lúc lúc đã bỏ không cả làm được chán. Thế nhưng mà đến lúc đến bây giờ cô cảm thấy ngày hôm nay là cô vô cùng, ngày hôm qua hôm nay là vô cùng hạnh phúc. Những cái điều mà trước đây không được nào, bệnh tật thì hết rồi, người nhẹ nhàng, chân tay không còn đau đớn nữa. Mà tiểu đường huyết áp cô những ngày có trong đây là cô cảm thấy là vừa cũng tháng 9 năm ngoái tự nhiên làm sao cô lại nó bật lại đi, nghe thầy giảng nó lại bật lại như là mình nó một tiểu đường lại nặng luôn, mà các bệnh nó nặng luôn. Thế nhưng đến lúc mà cô nghĩ là mình có khi là mình sai một cái vấn đề gì đó, thế là cô lại tập lại mà lại kiên trì, thì đến hôm nay là đến ngày hôm qua hôm kia hôm nay là cô cảm thấy người nó nhẹ nhàng mà không còn thế nữa. Mà xin chia sẻ với mọi người, 69 tuổi nhưng bây giờ vẫn cấy 6 sào ruộng, 1 dòng 2 sào và 8 sào ruộng. Mà chỉ có một mình, cái việc gì mình cũng phải làm. Là nghĩa là các con ở xa chỉ có một mình. Mà cô làm cũng không biết mệt, mọi người ta làm người ta cứ kêu như cô thì chả thấy đau lưng mà không thấy mệt mỏi gì. Rất là tuyệt vời trong cái ngôi nhà này, hạnh phúc này thầy truyền cho mình có một cái năng lượng, một cái lòng biết ơn vô cùng hạnh phúc. Chưa từng thế mà nghe những buổi giảng của thầy về những cái điều mà thầy nói là những cái điều mà mình hãy còn ghi, cô thấy có những lúc mà cô hãy còn ghi bản ngã cô hãy cao, cho nên là đôi lúc mà mình ngày xưa là cô hay cãi, ai nói gì là cô cãi. Thế nhưng mà đến bây giờ nghe thầy giảng thì cái năng lượng với cái bản ngã mình hạ xuống và biết được những cái điều mà mình sai trong lòng, mà mình người ta cũng thế, thì mình hai bên là cùng cùng nói là cãi nhau ác lắm, nhưng mà từ ấy ngày vào và hạnh phúc này thì cái bản ngã cô lắng xuống mà biết nghe, mà lắng nghe mà chỉ biết cảm ơn, mà chỉ biết cảm ơn và cười thì mọi điều nó được tốt lành hơn tất cả. Và cô vô cùng hạnh phúc là nhất là các con và các anh em trong nhà bây giờ rất đoàn kết. Chưa bao giờ cô từ năm cô lấy chồng bây giờ mấy chục năm, như chưa bao giờ một cái hạnh phúc, một cái Tết mỹ mãn như năm nay. Vui cực kỳ, con cháu về ăn Tết với bà và đi chơi, tất cả bên nội ngoại thông gia được một cái Tết vô cùng hạnh phúc. Chưa từng bao giờ thấy mọi người ai cũng thấy bổ xa năm nay để vui với bên nội bên ngoại, các con các cháu đưa về đưa đi ô tô đi chơi hết cả bên nội bên thông gia để bên nội bên ngoại là đi hết. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, của người nó nhẹ nhàng khoan khoái và mà có một cái điều nữa là cô mừng nhất là về đất cát, đã từng hỏi thầy về cái khoảng đất cát là cái kiểu như là mình trước là tên chồng, bây giờ chuyển chồng mất rồi thì muốn chuyển sang mình nhưng nó rất là khó khăn, nhưng đúng là ngày hôm qua là cô cũng lại nhận được bìa đỏ luôn, mà làm đúng là 3 năm nay nhưng đến bây giờ mới được bìa đỏ luôn, là nghĩa là được nhận được bìa đỏ là mang tên mình, đến bây giờ mình mới được mang tên mình. Mà chồng chết năm nay là gần 18 năm rồi, bắt đầu bây giờ mới mang được tên mình. Đây là nhiều những cái điều nó rất là kỳ lạ mà hạnh phúc. Rồi các em trước nó rất là không đối với mình, lúc lao lúc hằn hắc với mình, nó nói mình không ra gì, nhưng đến bây giờ hầu như là rất là biết thương chị dâu, đấy là em chồng ấy, em trai chồng, biết thương chị dâu, biết khen, biết nói với mọi người là chị rất là vất vả, một mình đã gánh vác hết tất cả, con cái thì mất, chồng mất, cho nên là chị rất là cảm động, mọi người nghĩ đến mình, thương đến mình, cho nên được vào cái ngôi nhà hạnh phúc này, được thầy truyền cảm cho tất cả những gì mà mình từ trước đến giờ không được, mà đến đây được một cách mỹ mãn vui, không biết từng nào, và cảm ơn thầy, cảm ơn ngôi nhà hạnh phúc, cảm ơn đã truyền cho tôi một năng lượng, có một sức khỏe thật tuyệt vời.
70 tuổi tôi vẫn còn đi cấy thuê nữa đấy, làm thế nhưng vẫn còn đi cấy thuê để lấy tiền, bởi vì là mình sống ở nhà mình không có lương, có lậu gì mình cũng vẫn phải đi làm, nhưng đi làm những cái đồng tiền hạnh phúc đấy, mình có đi làm thuê thật nhưng mà cái đồng tiền xanh nó về, tôi thấy về đến tận gốc cảm thấy vô cùng tuyệt vời, vì trước này cũng đi làm nhưng mà được những đồng tiền, nói thật đồng tiền đó nó không về gốc, tôi cũng tham gia nói thật với tất cả cộng đồng mọi người cũng có tiền nhưng mà làm tần đi đi vào hết những công ty loạn độc, đến bây giờ mới biết là tất cả đều bị lừa hết, lừa rất là nhiều, lừa với mấy trăm triệu với mọi người đến bây giờ mới hiểu, vào hết tham gia hết cái chương trình loại đến chương trình kia nhưng tất cả là độc lừa đảo mình, đến bây giờ mới biết đây là không, vào với thầy mới biết là tất cả là đều lừa hết, mà đồng tiền của mình vẫn là đồng tiền đỏ, cho nên là không, nó làm ra nhưng nó lại không 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 được. Từ ngày tham gia vào cộng đồng mà học các cái lớp của thầy ở trên Hà Nội, 2 ngày Hà Nội về mới thấm nhuần được về cái tất cả những gì về đồng tiền này, về hạnh phúc, về gia đình, về mọi người, mình mới biết được là từ đó trở đi là đồng tiền xanh nó về với mình, về với tôi. Mà từ ngày mà vào với thầy đến nay là cũng tiền mỗi năm là đóng bảo hiểm mất 20 triệu nhưng mà cũng tiết kiệm mới từ năm ngoái năm nay cũng được 28 triệu đấy, đấy là tiết kiệm, cũng gửi tiết kiệm được cần lấy tiền, rất là mình cảm thấy là vô cùng hạnh phúc, trước mình làm ra tiền nhiều nhưng mà cứ làm lại hết vào chỗ lọ là lại trắng tay không còn cái gì, đúng vào đấy ngôi nhà hạnh phúc này là trắng tay không còn một xu nào, mà hãi còn lợ mất mấy chục triệu, thế nhưng đến bây giờ vào được ngôi nhà hạnh phúc thì đã giả được hết 50 triệu mà đến nay lại tiết kiệm được, mà làm một mình mà con cái thì còn các con thì nó ở xa, có mỗi một mình ở nhà, nhưng mà làm được mọi điều chứ như thế này vô cùng hạnh phúc, và bệnh tật đến bữa nay thì cũng đã hết khỏe, mọi người cứ khen, mà đến nay thì thật sự là trước là 75 cân nhưng đến bây giờ vào tập đây thì người nó xuống nhỏ đi là còn 70 cân, 71 cân, thế nhưng mà rất khỏe. Đầu tiên thì cũng sợ, ồ chết rồi xong mình gầy thế nhỉ, tự nhiên mình sút cân mấy cân này nhỉ, thế nhưng mà đến bây giờ cảm thấy mình khỏe, mình chả thấy làm sao, và thì và người ai cũng khen nó ra dày gọn gàng lại đẹp, đấy là cái cảm thấy cái vô cùng hạnh phúc của mình trong ngôi nhà, được vào đây được thầy truyền cho năng lượng, được mọi người truyền cho cái năng lượng và lòng biết ơn như thế, mình cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mà đến bây giờ tất cả những gì mình được đến ngày hôm nay là cảm ơn thầy, cảm ơn ngôi nhà hạnh phúc này đã cho mình một cái sức khỏe, một cái niềm vui, một cái hạnh phúc cho cả một gia đình, cả con cháu anh em họ hàng, mọi điều mà mình chưa cảm thấy từ cái năm mình lấy chồng năm nay là hơn 45 rồi nhưng mà chưa bao giờ được như thế, đến đến bây giờ mình được như này mình vô cùng hạnh phúc lắm mọi người. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy cô, cảm ơn ban phụng sự, cảm ơn tất cả mọi người đã truyền bá cho mình, mà rất là cảm ơn thầy có một cái loại thuốc tiên, cô anh có thuốc tiên cho mình, ngày nào mình cũng bôi, cứ đi làm về là mình lại bôi vào thì người nó lại khỏe mạnh. Mình đã chia sẻ mọi người ấy, tất cả bệnh gì cũng cứ bôi là khỏi, dù có bôi hết các thuốc gì cũng khỏi, nhưng cứ bôi thuốc tiên của thầy là khỏi, là cứ gầy lại lại khỏe bình thường và cũng chữa được hết cả các bệnh, như như cháu Lê Thủy đã nói là bảo chữa được dạ dày, đúng là chữa được dạ dày đó, cứ tôi cứ uống sáng ra là tôi hòa một ít, tôi uống sau uống một ít vào trong người xúc miệng rồi các thứ sau uống vào trong người cứ đều đặn như thế từ năm từ ngày bắt đầu giờ, và mọi người cứ ai đau kêu đau đến là chị cho à tí bôi về, ai cũng cảm ơn là cho, nên là tôi pha à, tôi cứ ai kêu đau mà đấy, còn ai tin thì cứ đến đây là cho, thì ai cũng kêu cảm ơn là chị sao chị cũng có người bổ chị làm một em một hũ để em bôi, thì cũng làm cho mọi người để bôi những người và cũng chia sẻ cho mọi người vào trong ngôi nhà hạnh phúc, ai tin thì vào đây thì cũng thấy mọi người là vào là sẽ có hạnh phúc, còn nếu mà ai không tin đấy là quyền của người ta, mình cũng chỉ biết chia sẻ và mình thấy những cái năng lượng và cái sức khỏe của mình mà được như này thì mình cũng đem cái niềm vui và chia sẻ cho mọi người để mọi người biết đến ngôi nhà hạnh phúc và biết được vào đây để thầy sẽ cho truyền bá cho những cái năng lượng và lòng biết ơn và sự bình an và mọi được tốt lành là một cái điều chưa từng thấy có, cho nên là hôm nay thì rất là vui mừng được các cái điều vừa nói thật ở đây nói thì nhiều lắm nhưng mà cứ chia sẻ cho mọi người là vào đến đây thì vô cùng là hạnh phúc, không biết nói thế nào để được biết được những cái hạnh phúc và được cái năng lượng mọi người và thầy truyền cho mình được cái ngày hôm nay đây cận ngồi trước bàn thờ Phật tại dạ Phật
khả Phật tại gia của nhà, nói vừa lòng biết ơn đây trước bàn thờ Phật, không biết gì nói hơn nữa là cảm ơn tất cả cộng đồng, cảm ơn thầy, cảm ơn ngôi nhà hạnh phúc, cảm ơn Thanh Tuyền và Lê Thủy, và cảm ơn ban phụng sự đã đồng hành với cận mà cho cận được ngày hôm nay, được những ngày cận rất vô cùng biết ơn, không không biết giữ nói gì cho hơn hết, cảm ơn ạ.